Harry Won, tôi và Trấn Thành từ đầu đã không nghĩ tới chuyện kết hôn. Trong đầu tôi nghĩ chắc 34-35 tuổi mới cưới, trong khi anh Thành nói thẳng luôn là chưa hề suy nghĩ đến chuyện cưới, Harry Won chia sẻ. Sau lời khẳng định, từ khi gặp tôi, Trấn Thành đã trở thành đàn ông rồi còn gì. Hồng thanh minh giới tính cho ông xã, Harry Won tiếp tục móc gan ruột tâm sự về mối duyên trăm năm. Thú nhận tôi và anh Thành từ đầu đã không suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Giọng ca anh cứ đi đi, lần đầu tiết lộ về quan điểm của cả hai khi đến với nhau. Trong đầu tôi nghĩ chắc 34-35 tuổi mới cưới, trong khi anh Thành nói thẳng luôn là chưa hề suy nghĩ đến chuyện cưới. Thậm chí sau khi làm đám cưới, hai chúng tôi cũng không biết lý do nào luôn. Tự nhiên có cái gì đó kỳ kỳ, rồi một ngày nói chúng mình cưới nha, thế là vậy thôi. Thực sự, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ anh Thành cầu hôn sớm như vậy, vì hai đứa gây lộn hoài. Nói về suy nghĩ của cả hai, nữ ca sĩ gốc Hàn đồng thời bày tỏ quan điểm riêng. Từng có suy nghĩ, con gái bây giờ có công việc, tự kiếm tiền lo cho cuộc sống được tốt thì không nhất thiết phải có chồng. Bà xã ngôi sao Thách Thức Danh Hài kể, lúc đầu quen anh Thành, tôi cũng đâu có nghĩ đến chuyện cưới. Khi đó tôi cũng muốn thử gặp người này người nọ để biết nhiều người hơn, chứ đừng nói tới mấy chuyện cưới xin. Bản thân anh Thành cũng vậy, lúc đầu anh Thành chắc không biết tôi là người như thế nào, có đúng gu của anh ấy không. Ngoại hình của tôi không đúng gu của anh Thành, anh ấy thích một người con gái sắc sảo, ngoại hình đẹp kiểu Angela Jolie, đó mới là gu chuẩn của anh Thành. Những người phải thật gầy, chỉ có xương thôi anh ấy mới thích, như chị Hồ Ngọc Hà cũng là gu của anh ấy luôn, anh thích những người gầy như vậy, còn tôi dễ thương mũm mĩm không liên quan tới mấy cái đó. Anh Thành cũng nói, trong cuộc đời anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ làm đám cưới với ai hết, nên đã suy nghĩ rất nhiều có nên đến với cô này hay không. Vì anh ấy sợ đến lúc chán nản thì lại tội nghiệp phụ nữ, tôi rất bàng hoàng, anh ấy cũng lo sợ. Nhưng ai ngờ gặp nhau xong, hai người do tính cách quá hợp thì cứ tiếp tục, xong tự nhiên làm đám cưới. Cả hai thường nhắc nhở nhau để hoàn thiện hơn trong cuộc sống và công việc. Tôi khuyên anh Thành nhiều cái như đừng phát ngôn hay có hàm hành động này kia. Anh ở ngoài đường thì cũng làm ơn chú ý đến những người xung quanh, nói nhỏ thôi, đi làm việc thì anh đến đúng giờ hay gì đó. Còn anh Thành lại nhắc tôi ăn mặc phải đẹp hơn, nghệ sĩ bước ra cửa là phải đẹp chứ không mãi thoải mái vì không chuyên nghiệp. Trong công việc của tôi, anh ấy cũng nhắc nhiều thứ, những gì đụng đến chuyên môn anh ấy nói hết. Như tính cách của tôi vẫn lì, cái gì anh ấy nói đúng thì nghe, cái gì không đúng tôi không nghe. Vì vậy tôi và anh Thành đều thoải mái góp ý chung cho nhau, nhưng nếu đối phương không nghe thì thôi chứ không ép. Hai người đều có tính cách mạnh mẽ, nên nếu càng ép càng không thích. Tính chức nghề của anh ấy là MC, nên nói là muốn tôi nghe bằng được. Thế nhưng, nếu không muốn nghe, tôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm mình. Mỗi lúc như vậy, anh Thành cố gắng gặp nhau là nói, lâu lâu nhắc lại một lần nữa. Nhưng khi tôi nói, thôi, em thấy vậy là được rồi, anh ấy cũng không có gì là khó chịu. Trấn Thành và Harry Won là cặp đôi hot nhất nhì làng giải trí hiện nay. Bên cạnh con đường sự nghiệp thành công, cặp vợ chồng ngôi sao gây chú ý đặc biệt về đời tư. Đến với nhau khi nàng chia tay mối tình 9 năm với tình cũ Tiến Đạt, trong khi chàng vướng nghi án trai công. Dù đã nên duyên vợ chồng được 10 tháng, nhưng tình yêu của Sinri vẫn là dấu hỏi lớn đàn thị phi, xoay quanh nghi án giới tính, yêu hợp đồng để quảng cáo sản phẩm nghệ thuật. Vì lẽ đó, cuộc sống hôn nhân phía sau ánh đèn sân khấu của cặp vợ chồng ngôi sao luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Xót xa cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh trong showbiz Việt. Nhìn cảnh tượng các bậc cha mẹ đưa con cái về với đất khiến ai cũng phải nghẹn ngào không nói nên lời. Mẹ nghệ sĩ Khánh Nam, những ngày qua khán giả vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ hài Khánh Nam qua đời vì căn bệnh xuất huyết não và chỉ có hơn một ngày điều trị tại bệnh viện. Đông đảo nghệ sĩ Việt và người hâm mộ đã đổ về nhà riêng của Khánh Nam tại một con hẻm nằm trên đường Giả Tượng, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để nhìn mặt anh lần cuối. Đến viếng Khánh Nam, mọi người không chỉ xúc động khi nhìn thấy gương mặt hiền hậu trên di ảnh, mà còn không khỏi rơi lệ trước khoảnh khắc mẹ của danh hài Khánh Nam đang ngồi lặng lẽ trước linh cữu của con trai mình. Mẹ Khánh Nam tên là Trần Thị Huy, năm nay đã 78 tuổi. Nói đến con trai, bà kể tính tình Khánh Nam luôn vui vẻ nên đi đâu cũng được thương mến. Chính anh cũng là cả một niềm tự hào của mẹ khi vừa tài giỏi lại ôn hòa với mọi người xung quanh. Mẹ già lạnh cóng, chân đi không vững khi biết con trai không qua khỏi. Khi vuốt mặt con lần cuối, bà Huy khóc như muốn ngất đi. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nghi lễ, bà lánh mặt vào trong để lấy lại bình tĩnh. Mẹ Khánh Nam bị bệnh tim và suyễn, nên người nhà rất lo ngại nếu bà xúc động mạnh. Bố ca sĩ Minh Thuận. Minh Thuận đã qua đời lúc tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Sau một thời gian chống chọi với bệnh tật tai biến và ung thư phổi giai đoạn cuối,
Sự ra đi của Minh Thuận khiến cho gia đình, bạn bè nghệ sĩ và khán giả không thể cầm lòng. Bố Minh Thuận, cụ Luật, 95 tuổi, cố nén xúc động tiếp tục chuyện người đến chia buồn. Những ngày cuối cùng ở cạnh bố, Minh Thuận không những trò chuyện được nhiều. Cụ Luật chia sẻ, khi qua đời, con trai không còn gì vướng bận trong lòng. Con tôi ra đi rất bình yên và thanh thản, ông nói. Hình ảnh người cha già tĩnh lặng trong suốt đám tang nghệ sĩ Minh Thuận như một vết cắt nhói lòng cho những người đến chia buồn với gia đình anh. Suốt đám tang dù đã gần 100 tuổi, nhưng bố nghệ sĩ Minh Thuận vẫn cố gắng vực dậy để lo cho đoạn đường cuối của con. Trước giờ đưa con về với đất trời, bố Minh Thuận đã bật khóc vì quá đau lòng. Khi làm lễ hát thánh ca cho nghệ sĩ Minh Thuận, cha anh vẫn cất lên tiếng hát của mình để tiễn đưa con về bên kia thế giới. Mẹ người mẫu Duy Nhân, sau nửa năm chiến đấu cùng căn bệnh ung thư bạch cầu cấp, người mẫu diễn viên Duy Nhân đã trút hơi thở cuối cùng hồi 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 7 tháng 5, 2015. Sự ra đi của Duy Nhân để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Anh ra đi để lại nỗi xót xa cho người mẹ già và người vợ trẻ. Mẹ Duy Nhân sốc trước tin con trai mất, bà hoảng loạn tinh thần, không ăn không ngủ. Mẹ Duy Nhân khóc ngất trên chiếc xe đưa con trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ ca sĩ Quan Vi Tuấn Anh đau đớn trước sự ra đi của người con trai duy nhất, nhưng vì lời dặn không được khóc để anh ra đi được thanh thản, mẹ Quan Vi Tuấn Anh ngồi lặng trong đám tang. Mẹ Quan Vi tâm sự, dù rất đau đớn trước sự ra đi của con, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt. Cô cho biết trước khi mất, Quan Vi đã nhắn nhủ rằng trong đám tang mình đừng ai khóc để anh có thể ra đi một cách thanh thản. Nhìn mọi người thương khóc cho mình, anh không nỡ ra đi. Lúc bệnh của Quan Vi trở nặng, cô không tài nào đút thức ăn cho anh được, hễ đút miếng nào là trào hết ra. Vì thế gia đình đành dùng ống truyền để truyền thức ăn vào cơ thể anh. Nhìn con mình như thế, cô vô cùng đau lòng. Đến lúc đưa tiễn con trai, mẹ Quan Vi không thể nào giấu cảm xúc đau đớn của mình nữa. Cô khóc nức nở. Thậm chí cô ngã quỵ khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Sốc với lời sấm truyền của Tiến Đạt một năm trước về Harry Won dường như đang vận vào cuộc đời của cô ấy. Các mẹ ơi, mấy nay showbiz lại lùm xùm về cuộc hôn nhân của Trấn Thành Harry Won khi giọng ca anh cứ đi trả lời trong một bài phỏng vấn thế này. Tôi chưa có cảm giác đã có chồng, nằm bên Trấn Thành cảm giác như người lạ. Câu chuyện chưa kịp lắng xuống, khán giả chưa hết sốc thì gần đây kẻ thứ ba Đào Bá Lộc cũng lên tiếng úp mở về mối quan hệ tình cảm với một MC kim diễn viên hài nổi tiếng, đã có vợ là ca sĩ. Ngay lập tức, danh tính nam MC kia được người hâm mộ đoán mò chính là Trấn Thành, khiến cho vụ việc ngày càng bị đẩy xa hơn. Giữa lúc sóng gió thế này, em lại nhớ đến câu nói của Tiến Đạt cách đây một năm. Tiến Đạt và Harry Won từng là cặp đôi được công chúng ca ngợi hết lời. 9 năm yêu nhau, Tiến Đạt được ví von là chàng hoàng tử đến bên đời Harry Won. Chấp nhận tạm gác sự nghiệp sang một bên, Tiến Đạt toàn tâm toàn lực trong việc giúp cô bạn gái người Hàn Quốc có cơ hội dấn thân vào showbiz. Chàng rapper đình đám đã chọn cách lùi về hậu trường, ngắm bạn gái tỏa sáng trên sân khấu. Trong tình yêu này, em tự hỏi còn điều gì đẹp hơn việc xây đắp đam mê cháy bỏng ấy. Tuy nhiên, kết cục như các mẹ đã biết, ngọn lửa ấy đã tắt, 9 năm bạn nồng chỉ còn trong ký ức mà thôi. Dẫu Harry lên xe hoa với Trấn Thành chỉ chưa đầy một năm, ngày chia tay Tiến Đạt. Nhưng chàng rapper vẫn dành cho Harry lời lẽ ân cần, xem cô như một người bạn. Trong một bài phỏng vấn không lâu, khi được hỏi về lựa chọn của Harry, Tiến Đạt vẫn từ tốn nói thế này. Và đây là điều em ngộ ra sau những lùm xùm chát đắng vừa qua. Thực sự tôi có nói một câu, người ta cho mình cái gì thì người ta sẽ lấy lại cái đó. Mình có cái gì thì mình sẽ mất cái đó. Người ta nói tôi soái ca, tôi sợ lắm. Chính cái danh soái ca sẽ giết tôi một ngày nào đó. Hôm nay thì vậy, nhỡ mai mình lộ ra ngoài hình ảnh gì đó không đẹp. Như Tiểu Bạch chẳng hạn, người ta sẽ dùng chuẩn soái ca đập tôi. Trước giờ họ đã đặt lòng tin nên không còn đúng thì chửi, mà có thể chỉ vì cái chuyện bất khả kháng. Có những cái gì không kiểm soát mà người ta không cần biết quá trình dẫn đến việc đó, cái gì người ta cho mình đều sẽ lấy lại hết. Ai bảo Tiến Đạt móc mỉa Harry ở câu nói này thì em thấy ngược lại, Tiến Đạt đang chúc phúc người yêu cũ của mình khi nói lên cái hiện thực nghiệt ngã của sự đổi danh. Người ta có thể ca ngợi một tình yêu lên đến đỉnh điểm của một màn kịch, nhưng cũng có thể dìm nó xuống đáy chỉ trong một giây. Có lẽ vì vậy mà chàng rapper đã nhắn nhủ khéo đến bạn gái cũ. Hãy khiến cuộc hôn nhân lùm xùm ấy trở nên đẹp hơn. Nếu không, chính người đẹp sẽ phải mệt mỏi ngay chính căn nhà của mình và chính tượng đài mà công chúng dựng lên cho cô.
Có thể nói, đến với Tiến Đạt và Trấn Thành, cuộc sống Harry Won thay đổi chóng vánh luôn. Thời gian dài gắn bó với Tiến Đạt, Harry Won nhận được tình cảm yêu mến của khán giả và cuộc đời cô ca sĩ gốc Hàn Quốc được vẹn toàn, cả đường sự nghiệp lẫn tình duyên. Vậy mà từ lúc Harry Won nên duyên với Trấn Thành, thì bản thân cô phải đón đầu dư luận cho những scandal về đời tư của chồng và cho chính cuộc hôn nhân của cả hai. Từ lúc hẹn hò với Trấn Thành, Harry Won phải nhiều fan đối diện với sự phản đối gay gắt từ dư luận như khóa môi trên phố, bị tố có thái độ làm việc không chuyên nghiệp hay cố tình phát âm tiếng Việt lơ lớ, thì Trấn Thành chọn cách im lặng. Trong khi đó, tình cũ Tiến Đạt thì lên tiếng an ủi Harry Won. Nếu trễ thì ắt hẳn có sự cố hay kẹt xe, nhưng nó không phải là thường xuyên. Khi thông báo bằng điện thoại người ta thông cảm mà. Còn chuyện nói tiếng Việt lơ lớ, tôi có dịp xem clip gần đây so sánh hai cái, tôi vẫn thấy lơ lớ như nhau, có khác gì đâu. Không chỉ ngậm ngùi khi phải cô độc đối diện với dư luận, vận xui từ người chồng dường như cũng lây lan sang cả Harry Won khi Trấn Thành liên tục dính vào những scandal trong các phát ngôn trái chiều cũng như chuyện tình cảm cá nhân trước đây được phanh phui trên báo chí. Sau bao lùm xùm với Trấn Thành, có lẽ những lời khen tặng, tán thưởng và tung hô của khán giả đã trở nên dè dặt hơn với Harry Won. Người ta có chút tiếc nuối cho một cô ca sĩ xinh đẹp đã từng chạm đến thành công trong sự nghiệp và viên mãn với hạnh phúc đôi lứa, nhưng phút chốc lại phải vật lộn với bao thị phi, làm lại từ đầu. Đúng là chỉ cần chút sơ sẩy thì người ta cho mình cái gì, người ta sẽ lấy lại cái đó, phải không các bạn? Và với hôn nhân là cả quá trình nhọc nhằn, cũng như Tiến Đạt từng nói, hôn nhân là việc xây dựng gia đình chỉ dựa trên giấy tờ. Có những người đi với nhau hạnh phúc cuối đời vẫn chưa đám cưới, còn người kết hôn vẫn có thể ly dị mà.